Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em add cái con chat HT chạy nền tảng Huobi của trên về địa chỉ MetaMask của mình nha tất cả anh em. Thì để add được con chat thì các bạn click phần link mô tả mở đăng nhập vào cái địa chỉ MetaMask của mình các bạn. Rồi các bạn nhấp vào ba dấu gạch bên cùng nè. Các bạn nhấp vào một setting nha các bạn. Thì các bạn bấm vào một network nè các bạn. Rồi tiếp tục các bạn bấm add network nè các bạn. Rồi ok, như vậy mà dòng đầu thì các bạn nickname network name thì các bạn đặt Huobi của Chen nha các bạn. Đây thì cái tên các bạn đặt cho dễ nhớ thôi các bạn. Trên nền tảng Huobi thì các bạn nên đặt Huobi đi các bạn. Huobi EcoChen. 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 Tiếp tục thì cái link RBC URL này thì các bạn join vào kênh Telegram group của mình hoặc là list phần link mô tả của mình, các bạn điền thông số các bạn. Các bạn copy thông số này cho bên này các bạn. Copy nè. HTTPS của chain này các bạn. Rồi các bạn bắt vào đây Google này vào đây các bạn. Thời gian không ăn ta. Các bạn chờ mình copy lại các bạn ơi. Sao kỹ ta, mới copy ăn mà. Mình copy nữa các bạn. À mình đang quản dán URL cho bạn. Còn Chen ID này thì là một cái thông số nha các bạn. Thông số thì các bạn điền giùm mình 128 nha các bạn. Còn symbol này thì là tên mạng HT nha các bạn. Thì các bạn ghi HT. Block SUGL này thì là một cái trang để check con tóc cằn HecoChen nha các bạn. Thì các bạn copy con chắc HecoChen này nè các bạn. hhscan.hecochen.com nè các bạn. Rồi các bạn bấm bắt vào nha các bạn. Ok, rồi các bạn bấm nút add nha bạn. Sao không được ta? Hmnet thì của Chen đúng rồi. Rồi các bạn, rồi các bạn chỉ bấm nút add nha bạn. Ok, như vậy là mình đã có một con HT nha bạn. Sau khi chạy trên nền tảng Huobi hay của Chen nè các bạn. Thì các bạn cái ví của mình, cái ví nhận của mình nè các bạn, không nhân A, nó cũng cùng chung địa chỉ ETH, cũng nó cùng chung địa chỉ ETH của trên ví MetaMask của mình nha tất cả các bạn. Còn tất cả các bạn mà muốn add những cái con to cần chạy tải ngày xe mưa thì các bạn bấm một to cần nè, add to cần nè các bạn. Rồi các bạn bấm vào confirm nè. Đây thì các bạn vào cái trang ESCan, các bạn check những cái con chắc của token các bạn muốn cập nhật vào nha các bạn. Thì các bạn vào trang ESCan nè các bạn. Mình ví dụ mình add con chắc USDT đi các bạn. BTC đi. Rồi các bạn bấm nút tìm nha các bạn. Ôi, mình tìm nút cần USDT đi các bạn. À, nó cũng tương tự như chút wallet USDT nè các bạn. Thì con này Ethercan chạy trên nền tảng EC20 nha các bạn. Đây thì mình hướng dẫn các bạn demo cho các bạn thôi. Ví dụ như con USDT này chạy trên nền tảng EC10 nè các bạn. Pharma các bạn nhấp vào nè các bạn. Rồi mình ví dụ nè các bạn, con token USD này thì các bạn copy con chắc cái này nè, cập nhật vào các bạn. Các bạn copy con chắc của nó nè, số thập phân là 6 nha các bạn.
các bạn nhớ xuôi phăng ra chỗ này nữa các bạn. Thì các bạn bạn add cho token này các bạn, rồi sau đó bắt up ra luôn người ta để mình đăng nhập lại các bạn. Thì các bạn nhấp vào cái một wallet trên đây nè bạn, các bạn chọn ETH network nè bạn, Ethereum nè, là chạy nền tảng ECM. Các bạn bấm vào một add contract token nè, đi sao kỹ ta, phan các bạn chờ chút xíu các bạn. À các bạn bấm add token nè các bạn bấm vào tên token nè các bạn add cho contract của nó vào nè. Rồi đây tên token thì các bạn ví dụ như USDT các bạn. USD này các bạn. Rồi đây số tự phân thì 6 các bạn. Rồi các bạn gì bấm nút add là nó hiện ra con token của tất cả các bạn nha các bạn. Vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Mình hướng dẫn các bạn sử dụng mạng Huobi của trên với MetaMask. Đến đây cũng kết thúc các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.